rất là nguy hiểm. Nó tiêm ta mọi cái nguy hiểm về những cái tiếng nổ đem lại này, rồi nguy hiểm về làm trong môi trường nắng nóng này. Chị em có thể có những người mới vô này, họ chưa quen với môi trường này, rồi giống như một sự rèn luyện quân sự đó, là một ngày càng ngày họ lại mạnh mẽ, họ lại chịu với cái khắc nghiệt của công việc, rồi chịu với khắc nghiệt thời tiết. Mình sống bên em như thế là em thấy tự hào rồi ạ. Em thấy rất là vui và hạnh phúc rồi. Đặc biệt là công việc của em hiện tại là giúp cho cuộc sống của em ổn định và giúp cho những đứa trẻ chơi xung quanh em đấy, những đứa trẻ đến bên đất Quảng Trị nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung không còn phải một sự mất mát gì về thân thể do những tiếng nổ trong lòng đất gây ra. Hiệu quả công việc thì hai đội là cũng gần như là tương đồng nhau. Tại vì cái mà làm việc thì các chị em thì họ có thể không mạnh mẽ về thể chất nhưng mà họ có những cái sự tâm trí tỉ mỉ và nó có sự cân cù của họ, thì mình thấy là cái kết quả đạt được thì nó cũng tương đồng với nam giới.